Rồi, xin chào anh em, tiếp tục lại lên set combo cho anh em thợ điện lạnh ha. Đó, một set combo khoan vít Milwaukee M18 nha. Con này là mã chính hãng nha anh em. Đó, một set này là chính hãng nha. Trong cái thùng thì thùng Mỹ thôi, nhưng mà máy thì là máy chính hãng FPD3 và FID3. Đó, quá đã luôn. Con này thì so với hàng Mỹ thì giá nó hiện tại cũng xem rồi. Bảo hành 12 tháng luôn. Đó, động cơ không trụ than. Auto stop. Đó, 12 tháng nha anh em. Con này hàng Việt Nam thì nó sẽ có cái bát gài vít ở bên hông ha. Đó. Vít nè, 226 Newton. 3 cấp số và 1 cấp auto. Đây cũng có cái bát gài vít ở bên hông luôn. Đó, những anh em nào mua thì sẽ có những cái bát gài vít này cũng khá là tiện và được bảo hành 12 tháng, sạc là sạc chính hãng luôn nha. Rồi, ở bên này có thêm một cái ba lô cho khách nữa. 4822 8301. Đó, 2.1 triệu cho anh em. Nói chung là ba lô thì siêu rẻ rồi anh em. Máy siêu hot, đó, cực kỳ khỏe. Lực con này thì hàng khủng rồi. Đó, anh em nào quan tâm thì anh em cứ liên hệ mình. Trong cái set combo này thì giá nó cũng hơn chục nha. Đó. Anh em cần hỗ trợ trả góp thì bên mình cũng có hỗ trợ trả góp cho anh em đầy đủ luôn. Anh em muốn trả 2 tháng, 3 tháng, 6, 9, 12 tháng mình có đều hỗ trợ cho anh em nha. Trả góp 0%, không lãi suất nha. Ok anh em.